Làm cái gì đây? Hả? Là bùa phong cách mới? Á đồ, cách này hơi bị xịn đó nha. Để mon kiểm chứng. Chuẩn bị một tờ giấy nhỏ nhỏ, viết đầy đủ công thức toán học vô. Lấy thêm miếng keo hai mặt, dán vô ịn vô cái À, quần. đu, đu, Còn lật bùa môn văn thì dùng tờ giấy nào to to hơn một xíu, rồi dùng hết văn chương của mình để viết thành một bài văn để lật bùa. Mua cái kiểu mà mỗi lần mình banh cái giò ra là như chết đi sống lại vậy á. Còn cái lúc nào mà đi nộp bài á thì đi gón gán kiểu như con gái thùy mị nít na. Lên nộp bài á thì cũng gán gón gán xíu nha, chứ đứng mà dạng hán là được cô cưng luôn á, cưng vô lây. tao là người bắn hay nhất FIFA. Thì không né này. Tôi bảo đảm luôn, đây là cái slime mà vừa dễ làm mà lại xịn như slime ở tiệm luôn á. Đầu tiên lấy cục xà bông tên Ly Phe Bú Ôi, rồi lấy cái muỗng cạo cạo nó ra, cho thêm miếng nước vô, khuấy nó lên, móc trong túi thần kỳ ra. Đất sét tự khô màu hồng nam tính với hồ gián. Đất sét tự khô một cục, hồ gián ba nắp, trộn đều tụi nó lên, lấy ra bóp bóp một hồi, rồi xem thành quả nè. Wow, thành công rồi các bạn ơi. Bạn nào có công thức làm sữa lên nào tại nhà nữa thì chỉ mình với nha. Nhìn đi bảo. Dạ. 1 cộng 1 bằng mấy? Bằng 3. Nè, bánh trung thu nè, ăn đi. Ngon à. Giờ hỏi lại nha. 1 cộng 1 bằng mấy? Bằng 2. Wow, bánh trung thu ăn vào hết. Ngu. Khi tôi lỡ du lịch tới hành tinh Ấn Độ. Cái gì đây? Làm thiền theo kiểu vật lý Ấn Độ. Hả? Chạy được thiệt luôn. Phải kiểm chứng mới được. Doraemon. Lục túi thần kỳ kiếm cái chai nhựa. Không có que đè lưỡi nên mình lấy đôi đũa. Rồi chọt nó vô cái nhãn của chai nước. Nhà bạn nào có tre thì dùng tre cũng được. Giờ thì lấy cọng thun chồng vô hai chiếc đũa. Lấy một miếng tre nhỏ, xỏ nó vô. Lấy thun cố định cái chân vịt lại cho nó đừng có gớt ra. Xoay cái chân vịt theo chiều từ ngoài vào trong. Giờ thử coi được không? Wow, chạy như con vịt Donald trong phim Oggy luôn. Quá đẳng cấp. Cảm ơn chú Ấn Độ nha. Các bạn làm thử đi. Rút đầu bút bi, chèn vào bật lửa và bỏ nó ra. Bật công tắc bật lửa, bạn sẽ thấy ngọn lửa xanh lơ lửng giữa không trung. Đừng lừa anh em tôi, phải kiểm chứng mới được. Tháo cái đầu bật lửa ra sẽ thấy một cái ngòi. Tiếp theo là tháo cái đầu cây viết, cho hai đứa nó chạm vô nhau. Để chắc ăn mình quệt thêm tí xíu mực rồi thử thôi. Wow, có vẻ được á nha. Giờ thì tôi chậm thử coi. Wow, thiệt là đã con mắt quá đi. Lửa nó cũng lơ lửng nhưng mà giữ không được lâu. Khi bé Bảo đi làm. Em nên nhớ chị là khách hàng, mà khách hàng là thượng đế đó. Thượng đế lên trời mua, ở đây bán người thường, không có bán thượng đế. Lấy cái hộp quẹt diêm nặng làm gì đây? Nghiền nó ra rồi đổ vô trong cái ổ khóa. Cắm cái que diêm vô rồi đốt. Hả, mở được ổ khóa luôn sao? Ảo thật đấy. Tới giờ máu nữa rồi. Gái đẹp da xanh. Đầu tiên thì mình cạo cái hột quẹt diêm này ra, hô biến cây móc của mẹ thành đồ bán dây chai. Quấn cây móc hồi nãy vô cái ổ khóa, đổ bột diêm vô. Cây này mình cũng cắt từ cây móc luôn, đập dẹp cái đầu nó rồi nhét vô ổ khóa. Máng cái nịch vô giống như trong video của người ta. Giờ thì châm ngòi thử coi có mở được không. Rồi, cứ thử coi có không, có không. Ủa, cũng có được đâu. Vậy? Sao mới đầu không nói vậy đó, bực mình quá à. Đừng chơi game lúc nửa đêm. Đừng đi ngủ lúc nửa đêm. Đừng uống nước lúc nửa đêm. Đừng xem phim lúc nửa đêm. Đừng nằm trên giường lúc nửa đêm. Đừng đi vệ sinh lúc nửa đêm. Đừng mở đèn lúc nửa đêm. Đừng để nhà dơ lúc nửa đêm.
Đừng ở trong nhà lúc nửa đêm. Đừng chớp mắt lúc nửa đêm. Đừng thở lúc nửa đêm. Tao, siêu nhân đỏ, đụng tới tao là tao bỏ. Tao, siêu nhân vàng, đụng tới tao là tao lanh làng. Tao, siêu nhân lá cây, đụng tới tao là tao bỏ chạy. Còn tao, siêu nhân hồng, đụng tới tao là tao đi lấy chồng. Nói tóm lại, tụi tao là siêu nhân vũ trụ. Đụng tới tụi tao là tụi tao. Cái gì vậy ba? Là tụi tao. Cái gì vậy ba? Để ổ đó ba. Tao dạy mày nha, tao mới muốn mày về nhà chồng. Tao không quấn mày nha. Tao, siêu nhân đỏ, đụng tới tao là tao bỏ. Tao, siêu nhân vàng, đụng tới tao là tao lanh làng. Tao, siêu nhân lá cây, đụng tới tao là tao bỏ chạy. Còn tao, siêu nhân hồng, đụng tới tao là tao đi lấy chồng. Nói tóm lại, tụi tao là siêu nhân vũ trụ. Đụng tới tụi tao là tụi tao. Cái gì vậy ba? Là tụi tao. Cái gì vậy ba? Để ế ẩu đó ba. Đừng chơi game lúc nửa đêm. Đừng đi ngủ lúc nửa đêm. Đừng uống nước lúc nửa đêm. Đừng xem phim lúc nửa đêm. Đừng nằm trên giường lúc nửa đêm. Đừng đi vệ sinh lúc nửa đêm. Đừng mở đèn lúc nửa đêm. Đừng để nhà dơ lúc nửa đêm. Đừng ở trong nhà lúc nửa đêm. Đừng chớp mắt lúc nửa đêm. Đừng thở lúc nửa đêm. Bạn muốn xăm hình nhưng sợ đau? Đừng lo, đã có cách. Nếu nhà bạn có nước rửa tay khô và một con mồm lèo, dẹp báo này qua một bên rồi đi kiếm vật thí nghiệm xanh lè. Đặng quá lông chân để cho nó sạch sẽ, nhiều sức khỏe không có ghẻ. Đứa vậy nè. Nó à... Ờ ngu quá hả? Quát lông chân cho sạch sẽ xong thì đừng xăm vô chân mà hãy xăm vô tay. Đầu tiên lấy nước rửa tay khô thoa lên, vẽ một tấm hình đẹp đẹp rồi ịnh vô. Ấn cho mạnh xuống lát nữa nó mới ra hình. Lấy thêm ít nước rửa tay chà cho đều ra. Muốn nhanh thì lấy cây quạt, quạt cho mình mát. Rồi lấy cái mỏ thổi cho cái hình nó khô. Đợi nó khô rồi thì coi kết quả thôi. Wow, con gì vậy? Con bọ cánh cam hả? Nó bò theo cái đường mực mà người ta vẽ ra sao? Phải kiểm chứng mới được. Con cánh cam màu xanh màu đỏ. Tao bắt về tao nấu cà ri. Bắt miên một buổi chiều được mười mấy con. Tụi nó khôn lắm, tẩu thoát gần hết luôn rồi. Nắm đầu một con lại rồi vẽ cái đường thẳng trước mặt nó, để xem nó có chạy theo đường thẳng như lời đồn không. Rồi, không biết con này có phải bắt chúng hàng pha ke không mà nó không di chuyển như con của người ta. Nghe nói là nếu vẽ một cái vòng tròn xung quanh nó thì nó sẽ kiểu như bị mù đường luôn. Nó cứ quanh quẩn không ra khỏi được vòng tròn, mà nó chỉ muốn bay lên thôi. Thấy chưa, rồi giờ nó bay vô nồi cà ri nè. Bất ngờ chú bà già. Mày làm tao nhục chứ mấy bạn fan quá. Mấy đứa kèn ăn kiểu. Nay có món gì ăn vậy mẹ? Nay nhà mình ăn tôm hùm Alaska. Đói bụng quá có gì ăn không mẹ? Nay có món long snack xào lá cách. Hôm nay mình ăn cái gì mẹ? Lẩu đít khủng long chiên giòn á con. Đói quá có gì ăn không mẹ? Hãy ăn thịt mẹ mày nè con. Bỏ thêm tí xíu chuột cho ăn cho nó ngon coi. Nghe chết à. Lấy cái bong bóng rồi chà lên mình con mèo mà nó dính được luôn. Wow, hay vậy ta. Bảo bối mầm báo tương lai. Thổi mấy cái bong bóng này lên. Hết hồn cái hồn đi gặp sự kỷ bì đi. Có bong bóng rồi, giờ bắt con mèo ra làm thôi. Đây là một giống mèo mới. Mèo báo bờ rồ mắt báo tới cái lỗ tai dảnh lên trời. Thấy người ta chàng sao thì mình làm y vậy luôn. Giờ mình kêu mẹ đi thử cho mọi người xem nha. Wow. Vậy là thành công rồi. Bạn nào có mèo thì làm thử nha. Mà tại sao chà như vậy thì cái bong bóng nó dính lên mình con mèo ta? Bạn nào biết chỉ mình với. Nó lười một cái luôn. Lấy cái bật lửa nung nóng cái cục gì đó đã. Làm cái gì vậy? Hả? Như pháo bông luôn. Ảo thật đấy. Phải làm liền mới được. Chạy lên trên cái máy tính, gõ tìm kiếm cái từ khóa gì mà muốn chơi cái này thì mình tháo cái bật lửa ra. Trong đó nó có một cái lọ xo với một cục đá màu trắng trắng. Nhốt mấy mầm báo tương lai lại. Chúng tụi nó một cái là tụi nó cháy còn hơn lửa chùa luôn đó.
cột cục đá vô cái lò xo, nướng cho tới khi nào nó đỏ như con mắt của ác quỷ Phi Phai, rồi kêu con ghẻ yêu dấu đi tắt đèn. Wow, vậy là thành công rồi. Mà tại sao đập cái cục đá này xuống mà nó nổ được như pháo bông ta? Bạn nào biết chỉ mình với. Ô ôi, tưởng cái gì, ba cái đồ quỷ, để đại ca ra tay. Rồi này. Các kiểu học sinh trong tiết chào cờ, mấy đứa sợ nắng. Nắng quá, vừa nắng vừa nóng luôn. Trời ơi, nắng quá trời luôn. Ê, quỷ cái nó nghe cái mùi gì khác khác không? Có. Đó là cái mùi của mặt trời thiêu rụi cái lông mắt của tao đó. Trời ơi, cho tao muốn cuốn tạc lên. Nắng chết luôn nha. Đứa hay nghịch tóc. Ê bà. Phải, tôi cũng là con gái tôi để tóc dài em gì nè. Xong có tôi sẽ gọi cái dầu gội gì mà làm cho tóc nó cháy hơn Phi Phai giống như bà vậy đó. Con quỷ vô viên này tao kháng một cái cho mày. Đứa bà tám. Ở gần nhà tôi kìa, bà kia bên nuôi con mèo đen. Mèo đen tâm linh đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Dữ hơn nữa, nó đẻ gần 9 con mèo. Trời. Xong đó, vậy chưa dữ đâu nha, con nó đẻ cả biết nói luôn. Vậy biết nói gì? Nó nói mèo. Cái gì vậy bà ơi? Bà nghĩ gì hết á hả? Ừ. Một tháng sau mới dữ. Con mèo nó lớn lên, nó biến chủ của nó thành con khỉ luôn. Cái gì? Biến bà nó thành con khỉ thiệt á. Thiệt luôn? Ừ, đổ nghèo khỉ. Khi con mon muốn thành người nhện. Hồi nhỏ mỗi lần mẹ buộc tóc cho tôi kiểu lẹ lẹ đi học gái ơi. Dạ. Cầm thùng rồi. Không biết. Rồi mới đây mà. Ủa trong tay nãy giờ nè. Mình kiếm hoài luôn. Rồi đẹp em gái, quýt đi học. Cái gì cơ? Lấy đồng xu in lên cái điện thoại rồi cắt nó ra thành hình cái chìa khóa. Mà mở cửa được luôn sao? Phải kiểm chứng mới được. Đã làm thì làm cho tới bến luôn. Quăng cái chìa khóa vô phòng rồi khóa cửa lại. Dán đồng xu vô cái miếng băng keo rồi vẽ cái hình chìa khóa. Rồi mình đi in lên cái miếng nhựa. Ba la có ngay cái chìa khóa. Giờ thử thôi. Là sao vậy? Thử từ lúc 3 giờ. Bây giờ là 4 giờ 99 rồi. Thôi mệt quá, mở cửa vô phòng nghỉ cái coi. Ủa? Đã làm thì làm cho tới bến luôn. Quăng cái chìa khóa vô phòng rồi khóa cửa lại. Alo cho thợ sửa chứ không biết sao giờ luôn. Ngồi đợi một hồi thì anh thợ sửa khóa may mắn cũng tới rồi nè. Nhìn hộp đồ nghề là biết chuyên nghiệp rồi. Coi TikTok ít thôi. Của em là 5 ly trà sữa. Cái gì vậy bà nội? Cứt. Ngoài vị ngọt ra còn có vị khác không? A. Chưa ăn nên chưa biết. B. Mặn đắng. C. Cứt là bạn, không phải đồ ăn. D. Chua cay. Đáp chính xác là A hoặc C. Em xin dùng quyền trợ giúp 50-50. Nhờ máy tính bỏ đi hai phương án sai. Vậy A và C là hai phương án sai. Cái gì vậy bà nội? Còn B, D mời chị chọn. Vậy em chọn B. Chính xác, đó là đáp án đúng. Kính thưa quý vị và các bạn, theo chị Trần Huy Huy, cứt ngoài vị ngọt ra còn có vị mặn đắng. Chúng ta đến với câu hỏi kế tiếp. Em là cô bé bán diêm. Em đói quá. Em lạnh quá. Em quẹt một que diêm. À! Bố đã về. Em quẹt hai que diêm. À! Mẹ đã về. Em quẹt ba que diêm. À! Cháy nhà. Tôi cầu xin Chúa sức mạnh. Chú ban cho tôi em người yêu ưa bạo lực để giúp tôi trở nên thật mạnh mẽ. Tôi cầu xin Chúa sự khôn ngoan. Chú ban cho người yêu tôi những câu hỏi thật vô tri và bắt tôi phải giải quyết. Tôi cầu xin Chúa sự giàu sang. Chú ban cho tôi em người yêu hay ăn lười làm và thích săn sale khiến tôi phải nai lưng ra cày cuốc. Tôi yêu cầu sự kiên nhẫn. Chú ban cho tôi em người yêu lè mè để tôi phải chờ đợi. Tôi cầu xin sự can đảm. Chú ban cho tôi âm thanh này để tôi quay trước mặt người yêu của tôi. Khi học sinh chơi game Free Fire quá 180 phút. Hôm nay chúng ta học về chủ đề lịch sử nhá. Vâng ạ.
năm 1975, nước Mỹ tấn công nước ta ở chỗ nào? Cổng chơi. Sai rồi em ạ, ở Điện Biên chúng ta đấy. Đấy, câu hỏi 2 là Điện Biên chúng ta phòng thủ ở chỗ nào là tốt nhất? Tháp đồng hồ này, xưởng cơ khí này. Tháp đồng hồ á? Thế em học ở chỗ nào? Chắc phải sai ơi. Câu hỏi kết thúc của chương trình. Ngoài ăn cứt ra, chị còn ăn gì nữa không? A. Có. B. Không. C. Đáp án A. Và D. Đáp án B. Không, em không có ăn cứt. Vậy gì chọn đáp án B? Không, ý em là em không có ăn cứt. Vâng, đó là câu trả lời chính xác. Vâng, thưa các bạn, chị Trần Vy Vy của chúng ta ngoài ăn cứt ra, chị ấy không còn ăn gì khác nữa. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi kế tiếp. Khi Mon ở trong bệnh viện tâm thần. Em muốn xin về nhà. Được thôi, nhớ anh chúng mình là anh hết bệnh. Em hết bệnh thiệt rồi. Vậy sau khi xuất viện anh sẽ làm gì? Em sẽ dùng cái ná thun á, em vô bắn bể bóng đèn bệnh viện. Thôi, tôi thấy anh bắn bể bóng đèn bệnh viện là không được rồi đó. Một năm sau quay lại cho tôi. Một năm sau. Lần này anh khỏe thiệt rồi nha. Được, giờ tôi cần kiểm tra sự tỉnh táo của anh. Anh xuất viện thì anh làm gì? Em đi thẳng về nhà luôn. Rồi sau đó thì sao nữa? Rồi em sẽ tắm rửa sạch sẽ, cạo râu, em xức dầu thơm phức luôn. Nhất nát, rồi sau đó thì sao nữa? Rồi em sẽ đi xuống phố, em cua mấy nhỏ đẹp á. Cái nhỏ nào đẹp nhất em dẫn đi ăn gà gá, ăn cà rem. Rồi sau đó thì sao nữa? Em sẽ xin cởi áo người ta ra. Ẩu rồi đó ba, làm gì nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Cho đó bác sĩ khỏi lo luôn rồi. Em xin cởi áo người ta được, là em xin luôn cái dây áo ngực người ta nữa. Thôi các em làm cái ná thun vô bắn bể bóng đèn bệnh viện. Hả? Trời phi phai quá 180 phút. Hôm nay chúng ta học môn lạo đức nha. Vâng ạ. Các em đã từng giúp đỡ ai chưa? Rồi ạ. Bạn có kể hãy kể ra hành trình bạn giúp đỡ người ta đi. Bạn em không có mũ, em đưa mũ ba cho bạn. Bạn em quên mang mũ đi học. Là em mang mũ cho bạn là hành động này là láng được tuyên dương ấy. Lúc bạn em bị bắn thì em cứu bạn nữa. Bác Hồ dạy chúng ta là khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Như thế là em là bốc phét đấy. Thật mà. Thế em kể ra đi, em giúp bạn ở đâu? Ở trong mơ à? Ở cổng chơi này, ở thung lũng này. Trời chuột, gái nữa gì ăn lắm em từ lưa vậy? Ăn cho thị mỹ nó na đồ vô coi, ăn với chị nè. Bà nói ơi, bà nói, trước khi nói người ta coi lại bản thân mình kìa. Ăn dính lên tới cái lỗ mũi luôn. Coi tôi ăn từ tốt mà học hỏi nha. Còn thằng Mong Anh nữa, ăn nãy giờ không gây tiếng động luôn. Độc Lạ, món đá lạnh nướng đang hot trend tại Trung Quốc. Đặt những viên đá lên trên vị nướng, thêm chút gia vị như muối, ớt bột, hương ớt lên nướng cùng rắc hành lá, rau mùi lên trên vị đá. Món đá viên nướng đã sẵn sàng để phục vụ thực khách. Không biết có ai chỉ không ta, phải làm liền mới được. Doraemon, đi lượm mấy cục đá, bỏ vô hao nước là nó thành nước đá. Xong rồi ăn thử nè. Wow, thơm phức kiếp. Chôm cây móc của mẹ làm cái dĩa nướng đá. Thấy lửa sôi rồi thì bỏ đá vô. Thêm muối tôm, bột ớt rồi hành lá. Phải nhanh lên không thôi là. Còn cái nịt. Ăn đi, dọn thí nghiệm xem nè. Ok. Wow, ổn lắm luôn á. Ổn đầy đìa luôn. Chị ơi, em mua thức ăn mèo. Ok em, ở đây chị có loại 10.000, 20, 30 với 1 tỷ. Em mua loại nào? Mấy loại này thì có khác gì nhau đâu trời. Bà nội này tính lừa mình chắc luôn. Chị đó em loại 10.000. Loại 10.000 của em đây. Dạ em cảm ơn chị. Ok. Xanh đá vừa mai, nó khá là nhỏ, bỏ sạch vài chấm muối thôi. Ăn được thiệt sao, đừng lừa anh em tôi. Quá trời xanh đá luôn, chú biết tin gì chưa? Chưa. Lần đầu tiên có thằng đi mua xanh đá về ăn. Ai ghẹo gì bạn? Khùng thì kệ người ta à. Khùng mà biết ăn mùng chạy chiếu. Khùng mà biết nói tiếng yêu ai lớp vô ok. Khùng mà biết dẫn con người ta ra bờ chơi mặn mê làm cho con người ta phê. Kêu nó bẻ giùm cho mấy cái lá, nó kéo nguyên cái gốc của người ta lên. Ta nói ai đòi cái gì đâu mà nó cười như con cá chùi kiến. Xanh đá thì lạc nhất, nhưng được cái chén muối nó ngon nên cũng đỡ. Chấm cho một đếp. Dạ xôi chắc chắn là như vậy rồi. Lấy cái chai nước để dưới ánh nắng mặt trời, hơi vô cục gỗ, cháy xèo xèo luôn kìa. Được thiệt sao, đừng lừa anh em tôi. Có chai nước rồi, giờ mình ra ngoài nắng làm thôi. Kiếm một cái gì đó dễ cháy, như lá chuối khô hoặc vỏ dừa.
Rồi mình đem chai nước ánh nắng mặt trời xoay xoay cho tới khi nào có một điểm cực kỳ sáng. Xong thì mình bỏ miếng dừa khô vô khoảng 30 phút. Cái mình nhảy cà tưng như con khỉ luôn. Gần 30 phút đã trôi qua các bạn và không có chuyện gì xảy ra hết. Vậy là tụi mình bị lừa rồi đó. Khi Mon làm thầy giáo phải biết giúp đỡ người khác. Yes sir, chắc chắn là như vậy rồi. Giờ thầy ví dụ nha, có một túi tiền với một túi đạo đức, em chọn túi nào? Em chọn túi tiền. Sai rồi, em phải chọn túi đạo đức chứ. Em có đạo đức rồi, thầy thiếu đạo đức thì thầy đi lụm túi đạo đức đi. Ai thiếu cái gì thì lụm cái đó. Cái thằng này sắp tới ngày thi mà vẫn chưa học bài. Cái nó kêu thằng bạn nó nhét quyển sách vào đầu. Thấy nó cả giật cả tưng như con khỉ bị ngứa nách. Tưởng nạp được dữ liệu vào đầu ai dè thi xong phát ra được có một điểm. Bài học rút ra đi ỉa nhớ rửa đít. Bạn luôn có một ước mơ chế tạo tên lửa bay lên vũ trụ. Nhưng mà nhà bạn chỉ có mấy chai nước ngọt. Vậy đủ nguyên liệu rồi đó. Đi kiếm thêm mấy bình ga mini trong cái bếp mini. Đổ thật nhiều nước vào trong chai. Lấy thêm một cây đũa để cậy khí ga cho nó bay vào trong chai. Giờ thì lật ngược cái chai lại. 1, 2, 3. Wow, bay mất tiêu luôn. Bay rất là cao luôn á. Vậy là ước mơ chinh phục mặt trăng không còn xa nữa rồi. Cái gì vậy? Em muốn làm tên lửa chinh phục mặt trăng. Chỉ cần chai nước ngọt thôi. Bơm khí ga vào vỡ ấp lại. Yeah, tên lửa chai nước bay tới mặt trăng luôn rồi. Cái con nhỏ cái đầu xanh lét này, đừng lừa anh em tôi. Đổ nước vào chai nước ngọt, xong cái mình bơm khí ga vào. Bơm một hồi thì mình úp cái chai lại. Đổ thật kìa. Giờ mình sẽ tua chậm lại cho các bạn xem nha. Ảo thật sự. Mà sao nó bay ra được vậy? Bạn nào biết chuyện mình với? Kiểu gì? Fan kêu làm cây thông cho con Mon kìa. Không. Ai chắc. Không thể từ chối. Đó là nhờ sức mạnh của đồng tiền đấy các bạn ạ. Con Mon chịu rồi thì bây giờ mình lên mạng đặt mua dây thông tròn. Thông tròn chỉ hơn chứ. Quấn dây xung quanh người của Mon. Mình thấy bắt đầu giống rồi đó. Không phải giống cây thông mà nó giống... giống gì thì các bạn tưởng tượng đi. Cây thông của mình nó biết cười nữa nè. Ảo thật đấy. Gắn thêm mấy trái châu cho cái thân cây. Quấn đèn xung quanh nữa là xong rồi. Giờ cùng mình coi thành quả nè. Chỗ nào cũng đẹp hết trơn mà còn một chỗ em thấy không đẹp. Mày không đẹp là chị? Nói là cây thông mà em. Chỗ nào không đẹp hãy giao chặt bỏ. Học hết lớp 5 rồi. Giờ mình là thằng lớn tuổi nhất toàn trường. Ê, của em kia học lớp mấy nhờ? Dạ lớp 3. Cái gì? Lớp 3. Giờ nhìn học sinh ở cái trường này như đám con nít á. Chả khác gì cái nhà trẻ. Khi bước vào cấp 2. Sao ở cái trường này thằng nào cũng to con hết vậy ta? Ê, của em kia học lớp mấy nhờ? Không có biết.